Hello, xin chào bạn, mình là Nam này. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh mình nha. Hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục nâng cấp Exotic ở Mark 37 lên Shiny 2 cộng thôi. Bắt buộc mà muốn tam tăng thì chúng ta phải nâng cấp vũ khí lên. Ngoài HP kinh nghiệm thì những cái Exotic ở Mark cũ nó sẽ bị lỗi thời. Có thể các bạn nâng lên vẫn có đam nhưng đam không thể bằng những Exotic hoặc lũ ở Mark mới được. Hiện tại thì Exotic Mark 37 thì mình sẽ nâng cấp 2-3 cây lên Shiny 2 cộng. Đó mình sẽ cố gắng nâng cấp được Hono lên 2 cộng lên 2 cây nhá, xin đi 2 cộng. Còn Hono ở map trước mình có một cây thôi. Map này thì ngày hôm nay mình cũng sẽ đủ để nâng cấp lên Shiny 2 cộng. Có điều là Spat hiện tại rất gì hiếm các bạn. Chưa bao giờ cái map nào lại tốn Spat như này. Hiện tại nâng cấp cây Etic ở map 37 này thì chúng ta chỉ mất 20 Spat và 4 cái Spat để nâng lên cộng 10. Nhưng mà Hono thì chúng ta cần đến 30 cái Spat cơ, 30 Spat để lên Shiny 2 cộng và 80 Spat để lên cộng mắc cộng 10 nữa. Như vậy nó chênh nhau đến 14 cái Spat. Và như vậy mình đã nâng lên Shiny 2 cộng cái Stick Mark 37 rồi và đam năng là 6,7Z. Sau khi lên cộng 10 mình nghĩ nó phải được 10Z các bạn ạ. Như vậy 10Z, 10,1Z nó chênh nhau khoảng hơn 3Z cơ. Như vậy chúng ta chỉ mất 4 cái Spat mà 500 cái nô đá linh hồn. Đam tăng lên 3Z mà cũng xứng đáng rồi các bạn ạ. Rồi ok, mình sẽ tìm cho nó một cái bút. Hiện tại bút team 5 vẫn đang là cái được chuộng nhất. Bút team 5 thì với Exotic ở map 37 này nó sẽ cộng 700 E trên một vũ khí. Mình mà có 12 vũ khí nó sẽ cộng khoảng 700 E nhân 10. Cộng 8,4Z rồi. Khá là ngon, nếu 8,4Z thì bằng một cái vũ khí xịn sò đó các bạn. Ngoài ra hôm nào mà có Nucky các bạn có thể đổi những cái bút team 5 thành bút Nucky được. Cho tất cả em quý mình dùng mình cái đấy sẽ tốn khá nhiều thời gian và đá linh hồn, các bạn có thể dùng phương pháp đấy được. Và những ngày mà nhân 5 cái Nucky này ấy, mà đáng tiếc là chúng ta không có thêm slot mở trứng nào. Nhưng mà thôi ok, nên 5 Nucky thì chúng ta phải dùng tất cả những búp mà liên quan Nucky các bạn ạ. Đây búp này cộng 2 Nucky này. Hôm nay mình sẽ test thử nếu mà mình dùng 10 búp Nucky này cộng 2 và 10 búp Nucky cộng 3 này nữa, tất nhiên là ghét Nucky mình cũng sẽ sử dụng rồi. Và pet này hiện tại mình là có con pet 9 Nucky. Như vậy mình đang dùng 3 cái item, một cái cộng 2 Nucky, một cái cộng 3 và một cái cộng thêm 6 quả trứng nữa. Như vậy ngày hôm nay mình sẽ mở được 8 quả trứng liền lúc nếu mình dùng búp này. Chúng ta cùng test thử xem nếu trong khoảng 10 cái búp là 100 phút mình sẽ được bao nhiêu cái vũ khí. Nó sẽ có thông báo thôi các bạn ạ. Và chắc chắn là Game Pass thì mình Game Pass Lucky mình có full rồi. Two hours later. Ok, như vậy đã mất gần 100 phút trôi qua rồi. Mình đã hết thời gian là sử dụng hết tất cả 10 cái bút rồi. Chúng ta cùng xem. Hiện tại đang có thông báo là mình có 25 cái vũ khí mới này. Xem được cái gì không nha các bạn ạ. Vĩnh cửu thì được khá là nhiều rồi. Đây, các bạn theo bảng này. Quan trọng là Exotic và Hono thôi. Ok, như vậy mình được một cây Hono cũng khá là ok này. Trong vòng 100 phút sử dụng 10 búp. Đáng tiếc là mình không có nhiều búp để sử dụng thôi. Và được 4 cây Exotic. Nếu mà cứ tiến độ này thì khá là ngon các bạn. Mỗi tiếng chúng ta được 4 Exotic thì khá là xịn rồi. Nhưng mà đáng tiếc là rất ít được như vậy thôi. Khả năng ví dụ ngày hôm nay mình có khả năng kiếm, nếu mình treo full ngày thì mình có khả năng đủ Exotic để lên Shiny 2 cộng được. Nhưng mà Hono thì sẽ, nếu mà lên Shiny 2 cộng bắt buộc mình sẽ phải mua thêm thôi. Rồi, ngoài ra được khá nhiều những cái vũ khí vĩnh cửu. Nhưng mà vĩnh cửu giờ ít người dùng các bạn. Hono giờ Exotic giờ còn ít dùng. Nhiều bạn bây giờ full hết cả Hono rồi. The next day. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng cấp Hono lên Shiny 2 cộng nha. Hono Shiny 2 cộng tốn khá nhiều các bạn ạ. Giá Hono giờ vẫn trung bình dao động từ khoảng 50 da đen một chiếc, 40-50 da đen. Các bạn có thể bán sớm đi. Mình nghĩ sang tuần sau thì nó sẽ giảm đi chút, nhưng mà giá nó vẫn trung bình đến lúc ở map trước thì lúc rẻ nhất vẫn là 40 da đen một chiếc cơ. Ngày qua thì quân nhân 5 Nucky thì đã được khá nhiều thứ. Exotic hôm nay giảm chỉ còn 20 da đen cái một cây Shiny thôi các bạn nhé. Các bạn muốn nâng CD các bạn hãy mua CD nữa. Nó khá rẻ và tốn khá ít như Spat. Đây như bạn các bạn thấy mỗi lần lên CD 1 cộng thôi. Mất 6 cái Spat rồi. Ôi mất 6 cái Spat để lên CD 1 cộng.
Vì mất 53M. Mancini 2 cộng chúng ta mất 12 spot cơ. Vậy tổng số để mà nâng được, để có một cây Cindy 2 cộng chúng ta mất 27 cây Hono và 30 spot. Con số không hề nhỏ các bạn. Đây. Một lần 20 spot. 12 spot một lần lên Cindy 2 cộng. Rồi. Đang xem đam của nó bao nhiêu này. Hiện tại thì cây này của mình mới level 375 thôi. Đang là 9,76Z rồi. Mình cũng sẽ nâng luôn cộng 10 nhá, đang đủ support đây rồi. Xem được bao nhiêu nhỉ? Mỗi lần là 90 đô như vậy, 10 lần chúng ta mất chưa đến 1 DC các bạn, 900 đô thôi. 4 cái support để lên cộng 5 và 4 cái support lên cộng 10. Mất 8 support. Gấp đôi so với Exotic các bạn nhá. Như vậy đam là 14,6Z rồi. So với cái Exodus Mark 36 của mình thì nó chênh nhau một level, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà khi lên level 376 thì đam nó cũng sẽ phải hơn cây Exotic ở cây Hono ở map 36 này. Những cây này thì mình nghĩ có những bạn đã lên khoảng 30 hay mấy Z rồi. Hơn 20 Z. Hơn 20 Z đang có giá bán khoảng 300, khoảng 3k ra đi. Các bạn thấy 3k ra đi nào. Con số khá là lớn đấy các bạn. Rồi bây giờ mình vẫn phải tìm cho nó búp thôi. Chắc chắn là vẫn phải tìm búp team 5 rồi. Yes, you know me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Như vậy mất khoảng gần 10 phút mình mới tìm được một cái búp team 5 này. Rồi mỏi tay luôn các bạn. Ra đá nhìn hồn nó không hết mấy đâu, nhưng mà mất khá nhiều thời gian mà ấn mỏi tay. Và đợt event trước thì hiện tại là có 5 bạn trúng thì có 2 bạn chưa nhận cái phần thưởng là cây vũ khí Exotic 36 ở 4,45Z này. Nên ngày mai là thứ bảy chúng ta ăn lên mới mình sẽ tiếp tục tổ chức event nữa. Và mình đang dư đang chưa dùng đến 3 cây này. 3 cây Exotic map 36 này là 4,45Z, và ngày mai mình sẽ tổ chức tiếp event dành cho 3 bạn may mắn tiếp theo nhé. Và ngoài ra chúng ta vẫn còn những giải thưởng là 100 Zadia, các bạn có thể tham gia. Các bạn hãy chờ đón video mình, chúng ta ngày mai lại tiếp tục thứ 7, tiếp tục event mới của mình nhé. Hiện tại trong Discord của mình cũng đang có khá nhiều các anh em tham gia, và chắc chắn là vẫn có những ngày chúng ta sẽ có những giveaway, những ngày phát phần thưởng cho các bạn. Phần thưởng sẽ là những cái vũ khí hoặc là Zadia. Các bạn có thể vào tham gia. Link Discord mình sẽ để phần mô tả nhé. Chúng ta sẽ cùng tham gia. Ở trong này thì chúng ta có thể mua bán, trao đổi hoặc là chat giao lưu với nhau được. Có những mục này các bạn có thể vào và tham gia từng mục một nhé. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã xem video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nhé. Bye bye.